Xin chào tất cả các bạn ha. Ta được mấy con, trời quá mù. Còn muốn mưa hay sao? Dân kêu dữ à. Con xuống quá cắm đầu xuống luôn. Bên xe chà, nhỏ nhỏ à, kéo luôn trăm con nghĩ thằng xe giờ hỏi vợ chục rồi thì sắp lại vợ xe mẹ xe có còn xe ba con 100 chó rồi hả, chó hơi yếu. Chém chết. Đá rơi dạ. Gió yếu quá, dài dài đem nhiều nhẹ gió à. Dạ, quá bự á, 2 mét á. Dạ, trái tim, quá đẹp. Yếu lắm. Con này 1m7.
chiều đẹp ghê. Trái tim quá đẹp, cước luôn. Rồi lên được. Trời gió. Ông kêu lên kìa, ông nói vô ông nhẹ gió lắm. Chạy. Mạnh lên. Rồi. Gió yếu, gió yếu. Lắc lư con tàu. Nhiều màu đẹp ghê. Chéo rồi, lắc luôn rồi. Yêu quá. Ừ. Nhiều này mà thả cước 14 2 mét. Cử gió lớn nó bức. Có hai con này là nhẹ gió cặp quang với carbon. Bay hút chỉ. Con này cũng là carbon luôn. Cha cha. Rớt luôn quá.
xe màu đỏ. Lên được 5 con. Trời muốn mưa, mù quá. Rồi thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn này. Gió hơi yếu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Trời mù quá, muốn mưa rồi. Rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Chuẩn bị lại cô á. Sao mà làm về mà không cho đi đi qua đây luôn á Bình. Thấy nó cũng hay á nha. Đi ăn quan này luôn nè. Không, ăn luôn nó dính. Để như vậy đó mà nó lên là thấy lại là nó muốn dính lại á. Ở dưới mà cho nó dính lên trên là không được.